không biết sao mà đối tác của bạn lại là có thể như thế với bạn nhờ. Thôi mà là đối tác của bạn là tôi phải mời bạn đi ăn riêng. Em đi xong đi. À, đợi em đi xong phải không? Cái bữa ăn đó thì ai sẽ là người trả tiền? Dạ em. Em phải không? Ai lại làm thế? Thế giới để anh lo. Em cứ đứng yên đó, ok.